Ngày xưa là mẹ em làm giáo viên thể dục nhịp điệu. Wow, hèn chi giờ kiệt nó nhảy đẹp quá trời. Vậy là con nhà nồi. Con nhà nồi. Con nhà hèn chi mấy điệu nhảy của em thấy nhiều khi cũng nhịp điệu lắm nha. Điệu. Đúng rồi. Là kiệt nha, mẹ đẻ cực khổ nha, phải thương mẹ nghe chưa? Hiểu cảm giác đó, tại em cũng có kinh nghiệm rồi. Em kinh nghiệm ở đâu? Ở đâu? Em đi đâu? Em đi đâu? Kiệt. Dạ. Dạ là có một cái đợt em. Mổ ruột thừa à. Bị béo phì hả? Chứ không được ngon như bây giờ hả? Đây là anh nhìn đi à, có một cái tấm hình hồi nhỏ của em ở trên này. Trời đất. Đó. Ê. Wow. Ở trên kia đó con. Trời béo ơi. Phì thiệt. Dạ, dạ thiệt. Ê, sao xấu quá vậy? Xấu quá vậy? Ê, phải không vậy? Sao em xấu quá vậy? Mà con biết hồi trước mẹ con cho con mặc bikini màu gì không cô? Màu gì? Dạ màu tím. Màu tím. Màu tím. Màu tím. Màu tím xìm xìm. Màu tím xìm xìm. Bây giờ ra ngoài. Còn không, bây giờ hình còn giữ không? Dạ cũng còn. À còn hết rồi. Tiếc quá sao chương trình không cho. Không mặc cái đi thời trang đi vòng vòng cho vui. Chương trình không cho mình. Đó bởi vậy ra ngoài bây giờ người ta cũng tưởng con tím rịm. Tím rịm xìm xìm luôn. Dạ. Ồ nhỏ nó xấu banh rạp luôn á. Mũi xẹp lép. Xấu ơi xấu mà sao lớn hay thiệt. Cô ngày xưa mà sinh Kiệt ra là cái hạnh phúc luôn cô, đứa con đầu lòng đúng là hạnh phúc. À, cũng chia sẻ là lúc đó mình lần đầu tiên là có bé, lúc đó là 5 giờ chiều mình bị vỡ ối ở nhà. Sau đó khi đưa đi vô bệnh viện á, bác sĩ cứ cho đi hoài suốt đêm. Thì khi đó lúc đó ối nó đã ra hết rồi. Em bé thì phải có cái nước ối để nó giữ lại. Tới 8 giờ sáng thì bác sĩ vô khám á, thì nói là bây giờ cái tim thai của bé là đập dữ lắm rồi, mà nếu mà không mổ cấp cứu kịp á, thì không giữ được bé. Khi đó là phải đi cấp cứu liền. Dạ. Mổ cấp cứu. Thì đúng 12 giờ trưa thì đem được bé nó ra. Năm 94 thì lúc đó là mổ là một cả một vấn đề. Dạ. Có phải như bây giờ thứ năm. Như bây giờ là mình gây tê. Dạ, thôi. Còn hồi xưa là gây mê. Thì khi mà mình tỉnh dậy á, là lúc đó thì mình nằm trong cái phòng hồi sức á, thì ánh đèn nó vàng, người nó tối tối á, cảm giác giống như là mình mới chết đi sống lại. Bị béo phì hả? Chứ không được ngon như bây giờ hả? Đây là anh nhìn đi à, có một cái tấm hình hồi nhỏ của em ở trên này. Trời đất. Đó. Ê. Wow. Ở trên kia á con. Trời béo ơi. Phì thiệt. Dạ, dạ thiệt. Ê, sao xấu quá vậy? Xấu quá vậy? Ê, phải không vậy? Xem xấu quá vậy? Nè. Đó là vậy thì thành công. Này nó tròn trĩnh, nó dễ thương á. Dạ. Rồi cái cô cũng có cái dịp đó, bà chị dâu cho một mớ đồ quần, mà quần kiểu quần bèo á, rồi đồ bikini á. Đồ biển hả cô? Đúng rồi, đồ rồi. Bikini á. Trời ơi. Cái cân quá cái... Cho mặt. Cho mặt. Cô còn hình đó không cô? Cô cho con up Facebook hồi được không? Hồi đó thì mình không có điện thoại để mà mình chụp lại những cái... Thật ra chụp ra hình được, nhìn bây giờ mới cảm thấy là thú vị. Dạ. Đúng không? Thấy rất là ngộ nghĩnh. Yeah. Chứ bây giờ kêu nó mặc sao nó mặc, nó yeah, không dám đâu. Chỉ có giỏi thì mình mới ép đó, được có những cái hình kỷ niệm gì ta. Mà con biết hồi trước mẹ con cho con mặc bikini màu gì không cô? Màu gì? Dạ màu tím. Màu tím. Màu tím. Màu tím. Màu tím xìm xìm. Màu tím xìm xìm. Bây giờ ra ngoài. Còn không, bây giờ hình còn giữ không? Dạ cũng còn. À còn hết rồi. Tiếc quá sao chương trình không cho. Không mặc cái đi thời trang đi vòng vòng cho vui. Chương trình không cho mình. Bởi vậy ra ngoài bây giờ người ta cũng tưởng con tím rịm. Tím rịm xìm xìm luôn. Ồ nhỏ nó xấu banh rạp luôn á. Mũi xẹp lép. Xấu ơi xấu mà sao lớn hay thiệt. Cô cũng nói về nè, lúc bé nó còn nhỏ nó xấu lắm. Xấu thiệt cô. Mũi xẹp, nói chung là xấu lắm. Nhưng mà sau có một cái trận là lúc năm lớp 6 á. Sao lúc 7 gì á? Không, lúc mẹ mấy cái bệnh của con hả? Lúc đó là con mới học lớp 4 mà. Bệnh gì cô? Để con biết, con bắt chước bệnh của con. Lớp tiểu học. Thì đó là tiểu học là lớp 4 mà. Lớp 4, lớp 5 thì phải. Lớp 4, lớp 5 đi nè, hai mẹ con thương nhau không cãi lộn nè. Vậy á, chứ vui lắm anh. Vui hả? Cái tự nhiên bé nó Kiệt bị trái rạ. Dạ. Bị trái rạ, cái sau hết trái rạ, cái tự nhiên lúc đó ai gặp nó lại cũng nói sao nó đẹp quá vậy. Chắc là nhờ trái rạ đẹp. Cô, trái rạ là trái rạ sao để mình bị bệnh đó cô? Làm sao để con biết trái rạ, để con muốn bị
hỏi là... con trái rạ là bỗng dưng á, bệnh á sao nó có để lại những cái thẹo vậy nè, thẹo thẹo bây giờ con có muốn thẹo không? Dạ, dạ con không có nhu cầu nữa nha. Dạ. Bao nhiêu lâu rồi em mới nổi tiếng kiệt? Đó là khoảng năm 2008, là đó là 11 năm trước, là lớp 7-8 gì khoảng đấy. Con đi theo một người bạn, bạn con là người mẫu của trên tòa soạn Bóng Một Tím với lại Không Bằng Đỏ, thì con đi theo người bạn lên chơi. Lúc đó bạn chụp hình. Cái thì cái anh Lộc thì ảnh là phóng viên ảnh của tòa soạn, ảnh kêu là bé vô chụp hình chơi cho vui với chồng. Mà lúc đó nhân sắc sao mới nhú sao? Chưa. Tức là bạn bè trong trường khen là em đẹp trai chưa? Em buồn lắm, em thích một cái bạn kia trong trường mà bạn nó từ chối em tại vì em xấu hơn cái bạn kia. Đó. Rồi sao nữa? 14 tuổi mà đã thích một cái bạn kia rồi hả? Tình cảm, cô. Tình cảm thích bạn gái. Cô kiểu là mình thấy cái mình mến cái bạn đó dạ. Rồi sao nữa? Sao nữa? Thì lúc đó là em cũng chụp chơi thôi. Cái xong cái tiền cái anh đó ảnh tự gửi cái hình của con đi vô cuộc thi luôn. Con không có biết cái gửi cái xong tới cái ngày tháng 9, cái đợt tháng 9 là tháng sinh nhật của con luôn. Thì tiện được top tháng đăng lên trên báo, mấy đứa bạn mua báo nó mở ra cho coi. Trời ơi, thời tới lúc đó em. Lúc đó là bắt đầu từ cái sau cái chuyện đó đó là trong trường mới bắt đầu nó nổi lên được chút. Cô cho hỏi khi mà Kiệt mà được chú ý như vậy, được lên báo như vậy thì cảm xúc của người mẹ của mình như thế nào? Lúc đó thì mình cũng không có biết nữa nhưng mà Ủa trời, là cái đó là cái gì vậy cô? Cái này là nãy giờ quên. Trời ơi, có đem theo, có chuẩn bị trời luôn. Trời ơi, đem theo luôn. Trời ơi, có cái này là khi mà Kiệt tham gia cái đó được giải nhất tháng. Dạ. Thì sau đó được vô chung kết 50 người. Cho con coi chứ. Thì lúc đó là Kiệt được hạng nhất. Dạ. Năm 2009. Ê, lúc này nó đẹp rồi. Đẹp rồi cô. Thì lúc này là đã dạ. Coi được. Coi được và trổ mã giống rồi. Giống như là diễn viên Hàn Quốc vậy đó ha. Dạ. Là lúc này là cặp chụp hình chung với lại anh Lương Thế Thành. Lương Thế Thành đó. Ôi, lúc này là... Thấy người ta không con? Thấy không con? Hình con đâu nè? Hình con... Hình con đâu? Hình con bị dán trên cục điện rồi hết rồi. Người ta gỡ xuống hết rồi. Sau đó là cái khi mà bé nó đạt được giải thiệp, đạt được giải nhất gương mặt tuổi hồng. Ủa? Thì số tiền thưởng lúc đó là 1 triệu đồng. Một cậu giữ là bây mày giờ là giữ luôn hả? Giữ 1 triệu đồng. Giữ lại 1 triệu đồng. Sau đó khi mà đem về thì nói mẹ cho con xin 100 ngàn, con đi chơi game. Là ghiền game hả cô? Có ghiền game không cô? Nhỏ nít mà. Dạ. Thì chơi game thì còn 900 ngàn. Thì mẹ giữ. Mẹ giữ làm kỷ niệm đến bây giờ luôn á. Là mấy chục năm cho đến bây giờ là coi như số tiền cũng còn nằm trong đây. Dạ, cho cái con 400 được không? Chỉ có những người mẹ mới giữ được những cái kỷ niệm của con thôi, chứ Kiệt mà dễ gì giữ được mấy cái này đúng không? Dễ thương lắm. Cứ mỗi lần mà có một cái báo nào của con mà được ra vậy đó là mẹ giữ lại. Dạ mẹ đi mua liền. Con mẹ đi mua. Mẹ đi sưu tầm luôn. Đó, niềm tự hào. Niềm tự hào của mẹ đây. Có nhiều khi là đi mua cũng khó khăn lắm. Khó khăn là nhiều khi mình quên á. Cái ra sập báo hết. Hết cứ mình phải chạy đi cùng hết để mua cho bằng được. Mua cho bằng được. Lúc đó em đi học sao mua lúc nào cũng là giống như sơ cua á, phải 2-3 cuốn, 3-4 cuốn vậy đó. Cô cho con hỏi khi mà ra mình cái tiệm á có khoe, ê trời nè, con tôi nè, coi có nào vậy không, hay là mình giấu trong lòng mình cười khúc khích cơ? Không, lúc hồi nhỏ nhỏ thì mình không có dám nói. Thì sau này có những cái tờ báo sau này á thì người ta nói, tại thấy đi kiếm hoài á, người ta hỏi ai mà đi kiếm ngoài, nói là tại con tôi. Tại con tôi chứ không phải đi khoe khắp xóm hả em? Có đi khoe khắp xóm không? Dạ, ở xóm thì người ta cũng biết đó. Cái cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc khoảng đời sự nghiệp của em là khi nào để người ta biết em nhiều hơn á? Dạ cái sự nghiệp mà cột mốc đáng nhớ nhưng mà kiểu là mình gần gũi với khán giả hơn là chắc là lúc đó em tham gia bộ phim Gia Đình Là Số 1. Đúng rồi, Mẫn Mẫn gì đúng không? Dạ, Đức Mẫn. Trời, thì bữa con là... đi quay với Kiệt nhưng mà vô một cái chỗ xa xôi, đó là một cái đảo thôi. Tức là nít nó bu lại kêu anh Mẫn. Ủa kìa, mấy đứa mà sân Mẫn là gì? Con mới hỏi ra là biết cái phim nhân vật mà Kiệt cái đóng là vai Mẫn mà ấn tượng nổi, nít bu là anh Mẫn. Là mới biết là cái đó cái điểm nhấn của em trong sự nghiệp đúng không? Dạ. Thì đó, thì bạn bè của Kiệt có cô khi nào cô quan sát không? Có thằng nó tốt chơi với con mình, rồi thằng nó xấu cô ngăn cản không? Cô để ý coi mấy thằng chơi chung với Kiệt không cô?
Cũng có chứ. Cũng có hả? Nhưng mà được cái là Kiệt cũng ngoan, quen với bạn là cũng dễ thương không à. Dạ. Tốt. Mà năm học cấp 3 thì con trai mà thì cũng có thích thích bạn nào ở trong lớp vậy đó, trong trường á. Thì muốn là 14 tháng 2 muốn làm sô-cô-la tặng bạn. Đi siêu thị á, mua cái mấy cái thanh sô-cô-la đắng về. Cái mà đâu có cái công thức nấu, nhưng mà nấu thì vô bếp thì đâu có biết làm. Kêu mẹ nấu. Nhờ rồi. Mẹ phụ. Mà nói làm sao cô, vô nói là có tặng bạn gái hay là tặng bạn? Không, thật ra là em nói em tặng bạn thôi. Xong rồi cái mẹ thấy làm chật vuột quá, cái mẹ mới nhúng tay vô mẹ phụ luôn. Cho nó ra ngô ra khoai một chút. Cái riêng này nó rất là ấm áp nè. Cuộc sống của con màu hồng, rất, màu hồng rất... Toàn là màu hồng, còn cuộc sống con đen thui lùi như cái áo con mặt. Ngày xưa lúc mà thời học trung học phổ thông á, thì con có chơi với hai thằng bạn thân, thì cũng thân cho tới bây giờ luôn. Thì lúc đó là có cái phim anh Thái Hòa đóng phim Tèo Em, con mới gọi một cái thằng trong nhóm bạn là Tèo, cho cái đứa còn lại là Tí. Tí Tèo. Cái còn có mỗi một mình mà cái hai đứa đặt không biết đặt cái gì, cái tiền nó đặt Tổn. Cái tên thằng Tí luôn. Dạ, Tí Tèo Tổn. Nhìn riêng đó là thấy là nó phóng khoáng nè, rồi nó hoạt bát nè, đúng không? Rồi thấy là nó lanh lẹ nè, mà nó sinh động lắm, nhiều màu sắc. Chắc chắn là phải có nhiều bạn. Đúng không con? Bây giờ con nói, bây giờ con khai đi. Cái này để con nhờ anh Lâm nói được không? Tại anh biết rõ lắm. Trong cái đợt đi Việt Nam Tươi Đẹp là tụi con đi chung với nhau, ngủ chung với nhau. Chung với nhau, con tìm hiểu với nhau nhiều lắm rồi. Trời ơi, thân nhau chết luôn. Theo mình nghĩ là Kiệt là người chung thủy. Dạ. Là tại vì Kiệt có những cái thói quen mà là vẫn giữ từ nhỏ tới bây giờ. Chẳng hạn như là Kiệt thích ăn cơm sườn, là sáng nào cũng ăn cơm sườn, từ đầu tuần cho tới cuối tuần là ăn cơm sườn. Cái nó thói quen mà mình nó... nghĩ cái thói quen đó cũng là một cái chung thủy, nó không muốn thay đổi. Cứ như vậy là như vậy. Hồi xưa tội nghiệp ba con lắm. Mẹ kể là con mới biết, ba cho con đi ăn cơm sườn xong chở đi học, tới trường học xong về là ăn mì gói. Nghĩa là ba ăn mì gói để dành cơm sườn cho em ăn. Dạ đúng rồi. Vậy phải thương ba dễ sợ không? Ngoài món cơm sườn là Kiệt còn thích ăn món gì nữa không con? Thích ăn lạp xưởng. Lạp xưởng, ăn đồ béo, cholesterol không vậy đó hả? Từ hồi nhỏ tới giờ mà vẫn thích. Da gà. Da gà. Mà sao nó không mập hay vậy? Nó mập ta. Ủa, em tập thể dục được không? Dạ có. Có, nhỏ tập thể dục, ăn là có tập. Chơi thể thao nhiều lắm. Nó là cholesterol nhiều lắm em luôn. Em chơi gì? Dạ em chơi bóng. Bóng đá. Bóng rổ. Dạ. Rồi cầu lông. Bơi lội. Nhưng mà thắc mắc là Kiệt là tên Thiệt là gì? Dạ em tên là Nguyễn Tuấn Kiệt. Nguyễn Tuấn Kiệt, nhưng mà tại sao lại Gin? Gin là gì? Gin là ngày xưa... Gin hả? Một phần là như vậy. Ngày xưa là Gin Tuấn Kiệt, không biết đặt gì luôn. Gin. Không, thật ra nó có nhiều cái ý trong cái tên Gin của con lắm con. Nghĩa là thứ nhất là như vậy, là cái mà phổ biến nhất là con muốn khẳng định với tất cả mọi người là con còn Gin. Cái thứ hai là tại ngày xưa lúc con có đọc cái bộ truyện tranh thì con thích cái nhân vật Jinji á. Dạ nên con lấy chữ Jin từ cái tên Jinji đó. Có thích mặc quần jean không? Em thích mặc quần jean không? Có chứ, em đặt quần jean nè. Vậy là giờ còn jean, mặc quần jean, thích nhân vật tên Jin. Dạ. Rồi sau này rồi mất jean rồi là mất Jin Tuấn Kiệt hả? Chắc vậy con chưa biết sao đặt tên khó quá. Là phải giữ Jin suốt đời. Dạ đúng rồi, phải giữ Jin suốt đời. Dạ giờ con giải thích từng cái rồi, nha. Rồi. City là tên ba mẹ con đặt cho con. Ở nhà hả? Dạ, là chiếc City ngày xưa đúng không? Dạ, đúng rồi, tại ngày thấy xưa. Chưa con biết ngay mà bây giờ đâu. Nghĩa là kỷ niệm đúng không? Dạ, ngày đúng xưa rồi. Có City là giàu lắm nha. Vậy là ngày xưa cô giàu lắm đúng không? Đủ ăn nha. Mà có City là được. Khi mà đẻ Kiệt ra là mua City hay sao, hay là mua City trước rồi đẻ Kiệt ra con? Có City trước rồi. Xong mình đẻ xong rồi thì xong là mua chiếc rim luôn. Trời ơi. Ôi là trời, lúc ấy giàu dữ vậy sao nó may mắn nhiều thứ quá. Đúng ha rồi, tức là tu rồi cô ơi. Đó nè, nó sanh ra nó vừa đẹp nè, tài nè, giỏi nè, rồi sanh ra rồi nhà lại khá lên từ City rồi lên nữa. Cô bây giờ Kiệt ở chung cô hay là ở nhà riêng rồi cô? Bây giờ là cháu ra riêng, kiểu là công nhiều khi công việc em đi sớm rồi về khuya đó, nhiều khi là mình nhiều khi ở chung rồi cái nhiều khi sẽ là ba mẹ bị mất ngủ, đúng rồi, cứ đi về trễ vậy hoài sẽ sợ ba mẹ mất ngủ nên thôi mình cứ về cho thoải mái, nhưng mà vẫn tranh thủ mà có thời gian rảnh thì vẫn về chơi ba mẹ, vẫn đi ăn uống.
Cô Kiệt có hay thổ lộ tình cảm của mình với cô không? Có khi nào hung cô không? Thường thì mỗi tối hai mẹ con cũng hay nói chuyện điện thoại. Thì những cái câu mà con yêu mẹ hay có, là nói có không? Chứ trời ơi. Có. Rồi có lâu lâu mà về, ví dụ như dịp Tết hay là đi chơi, gia đình đi chơi á, thay vì là mướn một cái hai phòng, nhưng mà mướn một phòng thôi. Trời, rồi đó. Cho ba xuống đất ngủ, ba trời mẹ ơi. Con nằm ôm nhau, mẹ nằm giữa, hai đứa nằm hai bên. Trời ơi cưng quá rồi trời. Cho ba xuống đất. Rồi ba thấy ba có cạnh anh không cô? Không, ba cũng bình thường, tại vì ba biết là ba mẹ con hay thân. Cô cũng may á là hai đứa con á, đứa nào nó cũng tâm sự với em. Dạ. Dạ. Bạn trai, bạn gái hay là có những cái chuyện gì thì cũng tâm sự với mẹ. Đứa nào nó cũng tâm sự hết. Giữa hai mẹ con không hề có một cái ranh giới gì với nhau. Hai mẹ con thường xuyên tâm sự với nhau nữa. Như vậy thì nó có một cái điều gì hay không? Hay có cái gì đó mình chưa có thể nói được. Cái câu này cũng hỏi cũng hơi khó nè. Họ không có ranh giới thì họ giấu nhau cái gì? Đúng rồi. Nhưng mà không biết là chị có giấu nhau cái gì đâu. Nếu có thì ngày hôm nay chị có thể nhắn nhủ lại với lại Jin của mình một câu được không? Thật sự thì giữa hai mẹ con thì cũng không có giấu nhau gì hết. Nhưng vấn đề là có nhiều lúc là có lẽ là bây giờ là Kiệt lớn rồi đi làm nhiều, rồi có nhiều khi là nó quên là tại vì tính mình thì cũng tình cảm cũng lâu rồi không có thấy ôm mẹ hôn như hồi xưa. Tuổi thân mà mẹ không? Thì hay tuổi thân lắm, mà mốt có bồ nữa là có tuổi thân nữa, nó lo cho bạn gái nó không, không lo cho mẹ gì thì nữa. Thì mẹ thì hay biểu lộ tình cảm mà lại lâu rồi không thấy thì hơi tủi thân. Vậy sao giờ sao Kiệt? Nghe mẹ nói vậy thì nghe sao mẹ con? Nói sao giải thích làm sao nè? Dạ thì cũng cái điều này là cái điều mà khoảng thời gian qua mà con đi làm nhiều quá thì cũng đôi lúc con có nhìn lại, có suy nghĩ lại là mình cũng làm mẹ buồn vì cái chuyện này nhiều nhất. Nghĩa là nhiều khi đôi lúc là cũng bị gió đó, nãy mẹ nói là bị quên đó thì con không có thổ lộ ra nhiều như ngày xưa nữa. Cái nhất, cái thứ hai là kiểu là cũng không có dành nhiều thời gian được cho ba mẹ hay là cho em gái, cho gia đình. Thì đôi lúc thì cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại vậy thôi. Rồi mà tại vì có những lúc là để con biết cái này là con sai luôn. Biết là con sai luôn nha. Nhưng mà là tại vì chung quy lại cũng muốn lo cho ba mẹ thôi, muốn mẹ tốt thôi. Nghĩa là đôi lúc thì tính mẹ á, tính mẹ là mẹ lúc nào mẹ cũng không muốn cho con làm. Mẹ cái gì mẹ cũng muốn nhúng tay vô mẹ làm hết đó. Mẹ giống như là chăm từ A tới Z vậy. Mẹ lúc nào mẹ cũng cưng vậy đó. Thì là nhiều lúc là cũng hơi khó chịu một chút xíu. Nghĩa là khó chịu ở đây là mẹ đừng mẹ cực thả lỏng đi. Mẹ cực nhiều rồi. Dạ đúng rồi. Mẹ cực nhiều rồi. Mẹ hưởng đi, bây giờ là để con làm lại cho mẹ, để con làm lại cho ba cho mẹ. Đừng có mà mẹ đừng có nhúng tay làm nhiều nữa. Mẹ nó lớn tuổi rồi. Đó là cái điều mà ấy là giống như là một cái chuyện thôi, là dù đi ăn đi thì giáo dục dắt miếng chanh hay là xé khăn giấy thì cũng nói làm những cái đó. Dạ đúng rồi. Dù như nó nói để con làm cho, con lớn rồi để con làm cho em phải làm lại cho mẹ nữa. Thì cái mẹ lúc nào cũng vậy, cái việc nghĩa là mình nói là mình hơi khó chịu, khó chịu đây là khó chịu là tại thôi mẹ đừng có làm nữa, là cái muốn là như vậy thôi. Thì đó thì cũng biết là sai, thì đôi lúc là cũng như là mình khó chịu quá thì hơi bị lố một chút xíu thì làm cho mẹ khóc, mẹ buồn. Thì mẹ nói thời gian gần đây là không thấy ôm mẹ, không thung mẹ. Thì chương trình ôm mẹ cái hung mẹ cái thấm thiết được không? Được thôi. Rồi. Thôi ra thì tặng thì em tặng ba mẹ cũng giống như cái dịp ngày lễ thì mình tặng là đó là chuyện bình thường rồi. Đúng không? Thì con nghĩ là đối với ba mẹ con thì cái món quà mà vô giá nhất con nghĩ chắc là con. Đúng rồi. Cho con nghĩ cái đó là nó hợp lý, nhưng mà con dành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn thì là ba mẹ sẽ càng vui hơn nữa, là hơn là những món quà. Ủa vậy ngày hôm nay em đem quà là bản thân em giác sát tới đây là quà hả? Đúng rồi. Rồi đó coi. Cảm ơn Kiệt, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ngày hôm nay và thay mặt chương trình những món quà rất dễ thương như là ý nghĩa dành tặng cho Kiệt cũng như là bác. Và thay mặt chương trình con có món quà được mang tên là Zurica, một cái loại son rất là đẹp để cho môi bác lúc nào cũng hồng hào. Chúc bác thật là nhiều sức khỏe và lúc nào cũng vui tươi, bởi vì con quá xuất sắc. Quá, tôi nói rất là nhiều người hâm mộ. Cảm ơn bác. Dạ, còn đây là món quà của nhãn hàng Alavio muốn tặng cho mẹ của Jin. Thực phẩm chức năng để ngăn ngừa
cho những người lớn tuổi như tụi mình là về cái bệnh đái tháo đường. Con nhớ rằng là đó cái món quà mà ba mẹ con mong muốn ở con đó là sao? Sự quan tâm và chăm sóc thế là cho cha cho mẹ đó, còn chỉ bao nhiêu đó là đủ rồi đó. Vậy con cảm ơn bác, cảm ơn Kiệt rất là nhiều đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị các bạn đã đón xem chương trình Con Tôi Vô Số Tội.